Hello, hello, hello. Hello everybody, welcome to Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với video của con Bobcat ha. Thì video khoe của thôi. Nói chung thì cũng chả có của gì để khoe. Rồi, thì đầu tiên thì hôm nay Hell đã lên được 36 và chuẩn bị tiến hóa dạng thứ 3 của con Bobcat Away rồi ha. Ok, ok. Và cũng đủ một con Mewtwo. Ở là Mew chứ. Đây, Mew. Ok. Đấy, đấy, đấy. Mew, Mew, Mew. Đó. Ôi giời ơi. Được một con nữa rồi. Cho lên hết 36 cái đã. À, 36 chị ơi, không đủ đồ đấy chứ. Ok, một em lên. Rồi rồi, lãng quạng chắc không đủ cho lên 36 hết quá. Cố lên con, cố lên, cố lên, Iwaku. Vậy là có khả năng ha, có khả năng lên hết. Theo là video này là muốn cho mấy em này nó lên hết ha. Lên hết dạng tiến hóa cuối cùng. Trời ơi má, chờ chờ cái ngày này lâu lắm rồi mấy chú à. Đã lắm, đã lắm khi mà thấy mấy con Pokemon tiến hóa. Trời ơi, chơi này là Hell chỉ thích nhất là chờ nó tiến hóa lên thôi. Hey, chuẩn bị lên vùa cây mắt nha con. Này hơi lâu đúng không? Này cho lẹ. À, 2, 4, 5. Má, mới có 5 con à. Còn con nữa. Để cho con Pikachu lên luôn đi. Tại vì đội hình Hell mới có 4 con 4 con ếch rồi anh em. Đang tính nạp đầu lấy luôn con kia. Nhưng mà chưa tới lúc nạp đầu anh em à. Bây giờ thì nâng con này cho nó lên cái. Ok, nâng cho nó lên cái đã anh em. Cái gì cũng vậy. Đó, để cho mấy em nó lên được hết cái. À, còn đây nữa hả? Ok, còn lần mua cuối cùng. Hy vọng là đủ. Ok, đủ rồi. Má mừng quá. Không lên được cộng cộng 1 anh em. Xanh cộng 1 chưa lên được. À, con này thì chỉ có một dạng của nó thôi nên là chắc cũng không cần lắm đâu. Nâng thì nâng cho đều chứ. Chắc chắn thì giờ tới chiều thì chắc là Hell cũng sẽ nạp đầu cho em này thôi. Thì bí kíp võ công mà anh em, nạp đầu thôi chứ không nạp đầu sao chơi được. Cộng 7, cộng 10 nó mới lên được hả? Đồ mà cũng khá là lâu đấy. À, 7 sao, 10 sao. Thôi đồ má, lấy đâu ra Mewtwo mà 10 sao với 7 sao. Hy vọng là sau này lên trên cao thì nó sẽ có hả? Chứ kiểu này thì chắc cũng hơi chua. Truyền hả? À, ở đây có truyền tư chất nữa nè. Đậu xanh. Ê, cũng được chứ bộ. Giờ chúng ta nuôi đi rồi sau này lớn lên rồi chúng ta truyền tư chất qua cho nó. Nhưng mà hiện tại thì chắc cũng chưa cần đâu. Nằm đâu rồi ta? Đây. Mới có 4.000 à. Này chắc nâng cho đều quá. Con Mewtwo đầu tiên của Hell đấy anh em à. Ở lòng con Mew chứ. Mewtwo thì chắc chưa có điều kiện rồi. Rồi hết đồ nha con. Nhưng nó vẫn chưa bằng con này. Bằng rồi, hơn rồi, hơn rồi.
Rồi bắt đầu tiến hóa nè. Lên nè, lên nè. Đó, đẹp trai liền. Đấy, đẹp trai liền. Gengar, cậu này Gengar. Kamekusu. Đấy, Pikachu cho lên luôn, Raichu luôn. Mấy cái này heo nâng mát đó luôn rồi, nên chắc là sẽ nhường cho em này. Lên được 5001 nè, thấy không? Thôi hồi má mặc con Gengar nhìn nó ghê không? Gengar, ok. Để đi đánh thử một trận coi. Đánh méo nổi. Pikachu. À, Pokemon.
Hiện tại thì cái giờ này đi bắt Pokemon thì nó chỉ có mấy con này thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta có thể dùng vợt hả? Heo có ba cái vợt. Có nên bắt nó không? Thôi hỏi đừng có bắt. Để dành ha. Chờ đợi thôi. À, bên này hình như trận này heo đánh được nè. Wow, nổ luôn à. Đâu đâu. Oh my god, con. Đang chờ con Mew nó lên nổ mà chưa có lên được. Xác định là con Raichu kỹ năng xấu nha. Oh my god. Má nó quýnh không thương tiếc luôn. Raichu thì chiêu xấu nha. Đây, Mew, Mew, Mew. Wow, wow. Oh no, oh no, má ơi, đẹp kìa. Rồi, Kamekuso thì hôm bữa đã thấy rồi. Biến hình dạng thiết giáp kinh không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Má nhưng mà tiếc cho cái con kia. Trời ơi, vừa vô nó dứt phát một anh tiêu là đi luôn. Đội hình thiếu khống chế. Để lục lại mấy con tướng A coi có con nào khống chế nổi không, lên chứ bỏ con Pika ra. Giờ Pika xấu rồi, không biết chơi nữa. Pika giờ thì chiến xấu rồi. Không biết đánh này nổi không ta. Gặp toàn thể nước không thì chắc là thua rồi. Ăn uống gì tầm này nữa. Thể đá mà gặp thể nước là thôi rồi luôn.
con quỷ này nộ xấu nha. Chắc chắn là heo sẽ lấy con ghét Koga về rồi đấy. Nạp đầu cũng được ha. Con Gengar tuyệt chiêu cũng hơi xấu. Này con Iwaku này trời ơi. Đẹp chứ bộ. À Raichu là vứt nha. Khuyên anh em là nên chơi con Pika thôi, đừng nên chơi con Rai. Rai xấu nha. Đột mã hổ đen vũ trụ. Toàn là những tuyệt chiêu mà đánh diện rộng không á. Đây đây đây, ghét Koga. Đó đó đó, ghét Koga. Đấy, anh em hiểu vì sao mà heo muốn lấy nó về chưa? Thôi 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 thôi. Rồi, nhìn là biết thua rồi. Rồi, reset lại. Được có 9 viên với năm mấy cái à. Bánh nữa hả? Bánh hay chưa có ăn. Rồi, video tới đây thì kết thúc ha. Thì heo cũng đang mân mê và đang muốn xem con này ra sao. Đang tính lấy nhưng mà để từ từ đi. À, cũng hơi chua ha. À, heo nghĩ là ở trên đó anh em. Này nạp ở trên là nạp 100 nè ha. Còn ở dưới là nạp tới 200 lận. Nên là cứ từ từ. Cũng nạp không thấy ngon lắm ha. Không thấy gì là ngon hết. Nên thôi tạm thời là từ từ tính cái nạp sau. Rồi bây giờ thì thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Thì hôm nay sẽ có vài con game gửi đến anh em ha. Rồi còn bây giờ thì rồi, bye bye. Lụm khóa lại liền. Đó, trời ơi, đẹp rồi. Nhưng mà méo có phòng thủ. Không sao, miễn là đam với máu cao là được rồi. Mà nếu mà khóa hàng này lại, khóa luôn này lại thì tới 200 lần. Nhưng mà cơ may là mất hàng này. À, chua lắm nên thôi, để nó đi. Cái này cũng khá là ngon rồi ha. Con này heo chưa có mở nè. Con này thì nên khóa là cái này. Nhưng mà từ từ đi. Má chưa dám xài kim cương anh em à. Tính ra con Mew đó nó còn ngon hơn mấy con này đấy. Đam cũng chưa có nữa nè. Má đam có 19 nè. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.